Cá con giờ anh em lên bờ anh em la liệt rồi các bạn. Tồn, tồn, tồn. Cá thì chết, cá thì sống. Tồn. Có một gốc cây rất là to. Giờ anh em mà nó xe rồi nó sẽ bùng. Nó nằm la liệt trên bờ. Mình giữ hết rồi. Giờ cái này nè. Lực ma. Cơ động, đẹp nó ngoi đầu lên nó lôi. Được chục cái anh? 8 cái. Cái cá mắc con mắc đó là con tôm á nha các bạn. Hai mẹ em. Có đèn pin rõ ngon. Cá con bây giờ nó nèm la liệt, cá thì chết. Nó ném nó chết. À, đậu má. Coi. Coi. Anh Đào. Anh Đào vừa lên con hàng. Ba ngón tè. Cá chép. Cá chép giờ ba cũng hết nấu rồi các bạn ơi. Coi. Chà dày sao cầm gái mày. Chết. Cá cao nhân bên kia thì đang nhậu. Con bạn này ông đang nuôi con mà ông gì lấy cá cái ông bó ông chè vô đây cá cho vui các bạn. Dừng nó nhậu xuống nhậu. Nói chung là rất là vui các bạn. Ui lồn mệt chết mẹ luôn. Ông chú đem kêu ông mệt chết mẹ luôn. Còn đêm kia thì cũng còn đang rất nhiều đèn. Canh giờ khó 11 giờ rồi, nhưng mà cũng còn rất là đông. Tuy là nhà nông, tuy vất vả nhưng mà vất chú đây ông nói là chắc phát. Tuy là còn vất vả nhiều nhưng mà cuộc sống nó còn niềm tin. Biết có cá hay không mà ông chú ông cầm cái bao. Chắc cũng hỏi nèm chục ký. Hiện tại bây giờ là chúng tôi đang ở là địa phận của xã Hoài Hảo, chính xác là hồ Bà Ký. À hồ Phú Thạnh, quên nhầm, sorry các bạn. Hồ Phú Thạnh. Quay, cái gì đây, cái gì đây? Cái gì đây, cái gì đây? Chà. Không làm ăn gì thiệt chứ. Chà, hồi nãy giờ bắt cá mà cái bao nó bị lúng rồi các bạn. Chà. Lúng mất rút các bạn ơi. Bao lúng bây giờ rút mất rồi. Trời ơi. Cá ra hết trơn không à. Chà. Giữ không được nữa đâu. Chết ông không làm vậy là đồ mày. Tao đây còn vợ ông nó chém không đâu. Nói chung là có không có nhưng mà vui, phấn vui các bạn. Có cá để mà quay cho các bạn xem. Về lúc ban đầu rất là đông các bạn, hiện tại còn rất là đông. Giờ mình qua mình dí theo ông chú đi. Nãy giờ có ông chú chút là cá bóng hay sao chú? Chú ấy cũng coi thử. Chú đây cũng còn cố gắng. Đầu tiên chú bắt được nhiều cá. Dạ. Bùng nè các bạn. Rồi. Quá trời bùng. Chúc các bạn xem video vui vẻ và một buổi tối an lành. Chù, gần 12 giờ mà vẫn còn đông vui các bạn. Quá trời luôn. Thôi giờ bây giờ tôi cũng tách mé tôi đi bắt cho các bạn. Chứ nãy giờ nhìn người ta bắt cũng mép. Có gì he he tôi quay cho các bạn xem.